TBS. Xin chào mọi người, thì hôm nay thiết bị TBS sẽ tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu về máy đầm cốc. Thì máy đầm cốc này á là nó bao gồm là máy đầm cốc điện và máy đầm cốc xanh đến từ cùng một quốc gia. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ qua một lượt tên của tất cả những cái thí sinh máy đầm cốc này. Đầu tiên đây là một con máy đầm cốc HCD 110 nhưng mà chân tròn ha. HCD 110 chân tròn. Tiếp theo là một con đầm cốc điện cũng là HCD 110 luôn nhưng mà chân vuông. Đó. Tiếp theo là một con đầm cốc HCD 110 nhưng mà cái kết cấu và cái cấu tạo nó cao cấp hơn. Đó. Rồi, xong cái phần đầm cốc điện, tiếp theo là một dãy đầm cốc xăng của thiết bị TBS. Đầu tiên cũng là một cái con đầm cốc xăng phổ thông nhất là chân tròn như thế này, là HCR 110 chân tròn, chạy cái đầu nổ là 7.5 HP như thế này đây. Đó. Rồi tiếp theo á, là cái dòng này nó cao cấp hơn là HCR 110 nè. Đó. Và cũng là HCR 110 nhưng mà đầu nổ lốc đen ha. Đây là gắn đầu nổ lốc đỏ. Còn bên đây là đầu nổ lốc đen, đều là 6.5 HP. Rồi, tiếp theo là cái con này là HCR 125, đầu nổ lốc đỏ. Đó, đây là cũng là HCR 125 luôn nhưng mà là gắn cái đầu nổ là long sinh. HCR 125 long sinh. Cái này á, cũng là HCR 125, là đầm cốc xanh HCR 125 nhưng mà gắn đầu nổ là 6.5 lốc đen. Và một em hoa hậu cuối cùng này á, là đầm cốc RM 80 hàng xịn sò nhất, thì đang gắn máy dầu, máy diesel. Nó có một mã là gắn đầu nổ Honda Thái Lan nhưng mà hiện tại là cái mã Honda Thái Lan kho của em đang hết, nó đang trên đường về nên chưa có trình diện ở đây được. Đó, thì em đi một lượt là tất cả những cái dòng đầm cốc mà hiện tại bên em đang phân phối như thế này.